Rồi chúng ta cùng đến với trận đấu thứ ba. Trận đầu thua thì hơi buồn ngủ, trận hai thắng cái tỉnh ngủ rồi. Tỷ số đã là 1-1 và chúng ta sẽ có trận đấu bản lề. Vâng. Trận đầu ông Hồng Anh nhà hai thằng không dừng được chưa? Hồng Anh thì chết liền lúc hai dân, đánh 28-2 mà đánh nhau rằng co gần 50 phút trong game mới thua. Vâng, gần lì thì anh cũng không biết là anh chui từ đâu ra, chạy xuống đây hỏi tỷ số. Xong rồi loanh quanh luẩn quẩn gọi là câu chuyện làm cà, câu chuyện làm quà, xong rồi cho anh xin đầu thuốc xong rồi chạy. Khó. Cũng câu chuyện làm quà xuống xin đồ thuốc xong rồi té. Để phải điều bầu quý ra mua cho vào thuốc rồi. Vâng, nếu như chiến thắng trong trận đấu này thì hai game thủ Việt Nam chúng ta sẽ chắc chắn có một phần quà đến từ ca sĩ Mai Anh Quý. Nếu như là vào top 3 thì chắc chắn nó có quà, nhưng mà không biết là quà là bao nhiêu thôi. Vô địch thì sẽ được nhiều, nhì sẽ được ít đi một chút. À, như vậy là nhất thì được 3 củ, nhì thì được 2 củ, còn 3 thì được 1 củ. Đáng nhẽ là vào đến đây, hai ai xem vào đến đây phải là 30 củ rồi cơ. Tôi nghĩ là như vậy. Nếu như vào đến vòng 3 game thủ mạnh nhất thì phải là 30 củ. Bởi vì đây là một cái nội dung mà chúng ta muốn vào trong sẽ phải thi đấu phải một cách rất cố gắng và phải thật khỏe để có cơ hội để vào vòng trong. Chứ nó không còn là 2-2 gian đùm đâu. 2-2 gian đùm ngày hôm nay thì chim sẻ lắng và lô 1 đã chính thức thất bại trước Hồng Anh và Gunny cũng như là Dũng Con Vô Thường rồi. Nói vâng, buồn thì đương nhiên là tôi sẽ là người buồn nhất, chả ai buồn nhất cả. Nhưng dù sao thì xét về những công hiến cũng như những sự cố gắng, những đóng góp của Clan Thái Bình và riêng game thủ Gunny và Hồng Anh cũng như là Dũng Con Vô Thường thì đó sẽ là một chức vô địch hoàn toàn xứng đáng dành cho Gunny và Hồng Anh nói riêng cũng như là Clan Thái Bình nói chung. Vâng, Clan Thái Bình ăn ấm toàn bộ giải nhất và giải nhì của nội dung 2v2 random. Quá tuyệt vời. Ô, chết một dân. Ông Lưu Bị vào đây ông xem mình quay phát kiểu gì. Chết nãy một, chết trên một dần, đắng thế. Tập trung vào em. Biết là mình cửa trên rồi nhưng vẫn phải tập trung vào. Thấy bảo là hôm nay đánh đến lúc tìm ra nhà vô địch thì không biết là mấy giờ mới xong đây. Bởi vì sau khi kết thúc cái vòng vòng còn 6 đội này, chọn ra 3 đội mạnh nhất vào vòng trong thì chúng ta còn đánh quần chiến chạm 4 cơ. Phải trải qua ít nhất 2 trận đấu nữa mới xong. Không biết là đánh đến bao giờ. Không biết là liệu thể lực của chim sẻ lắng và Hồng Anh có đủ để xúc không. Chim sẻ đi lắng thì tôi hoàn toàn yên tâm, bởi vì tối ngày hôm qua chim sẻ đi lắng sau khi giành chiếc cúp vô địch ở nội dung solo AC về ngủ rất ngon, ngủ sớm. Và ngoài này thì đóng thẳng đến 10:30 sáng cơ. Xong mới dậy đánh răng rửa mặt và đi ăn trưa. Vì thế là sức khỏe có lẽ là cũng không đến lỗi nào. Còn Hồng Anh thì không biết thế nào. Hồng Anh không biết là đêm hôm qua ngủ có lo giấc không. Đây là hai hy vọng vàng của Việt Nam khi tham dự những cái nội dung về cung R trên đất Hàng Châu lần này.
Timeline như vậy là 8%. Không, bên phía đối phương hai người dò 5%, 8% là của Hồng Anh và 11 hay 12% là của chim sẻ. Vâng, bò húc ở bên Trung Quốc thì tôi nói thật với các bạn chứ có lẽ tôi phải làm một vỉ mua về làm quà. À nhầm, mua về để các bạn kiểm chứng. Uống như bò húc đều phải làm. Chua loét. Vừa nhạt vừa chua. Vâng, có khi sang đây lại cay bò húc. Vâng, từ hôm đầu tiên tôi sang tôi uống một lon bò húc cái là từ hôm đấy là sợ. Vâng, uống như bò húc đều phải làm ấy. Nó hơi lỗi rồi, không sao. Cống thì không cống. Hồng Anh không bao giờ cống. Có cống thì cống trước tôi thôi. Vâng các bạn, những khán giả tại quê nhà, những ai mà yêu mến đội tuyển Việt Nam cũng như là yêu mến Chim Sẻ Lắng và Hồng Anh, muốn có những phần thưởng, những món quà để động viên tinh thần thì mời các bạn hãy liên hệ vào email aoevietchung@gmail.com của GameTV để có thể dễ hơn. Bây giờ thì những người gần gũi với game thủ nhất như tôi và bầu quý thì có lẽ đang bên Trung Quốc rồi, sẽ không thể rất khó để giúp. Hoặc các bạn cũng có thể liên lạc trên Facebook group chăm sóc khách hàng, chuyển khoản và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có thể chuyển tới tận tay các game thủ ở tại Trung Quốc này. Gọi là quà trao tay luôn cho nóng đấy. Cứ chuyển khoản là tiền mặt bên này là bơm vào cho game thủ luôn. Bởi vì cứ chuyển khoản vào bên này thì anh em và tôi cũng ra ngân hàng rút được tiền ngay, rút được tệ ngay. Rồi tầm này thì hết đẹp trai rồi nên là không muốn lên hình, anh em thông cảm. Vâng, buổi sáng vừa ngủ dậy tắm rửa đầu óc đầu tóc keo kiếc bóng mượt thì còn thích lên hình. Tầm này thôi. Tầm này nhìn vâng tôi đang bình luận bằng một mắt đấy, một mắt kia ngủ rồi. Trở lại với không. Ở đây đã. 5 con cung là đầu tiên của game thủ Tiểu Hắc Mã đã sang. Tiểu Hắc Mã đã từng sập với Hồng Anh rất rất nhiều kèo ở rất nhiều lần ở trong những kèo solo rồi. Hồng Anh đang mang dân ra quẩy. Rồi, một bé tỷ số với cung đang là lợi thế dành cho Hồng Anh. Vâng, 4 đánh 5 kẹp với dân. Rồi, đập, đập 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 đập, cứ con ít máu mà đập. Đúng rồi. Phẹt, phang, chích chích. Rồi, 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 như vậy là Tiểu Hắc Mã đã chính thức rút lui khỏi cơ sở nhà của Hồng Anh. Hồng Anh không biết là có chết tham nào không, hình như là chưa chết con nào ấy. Vẫn 8 con cung R này, vẫn 8 con cung R này. Ô, ô, vẫn 8 con cung R. Vâng, mới chết có con thôi, là hai thằng dân, ba thằng dân. Không, chết 4 dân và một cung R rồi. Nhưng không, à rất gần nhau, nhà A của Tiểu Anh, à, Tiểu Hắc Mã và nhà A của Chim Sẻ, à, xin lỗi, nhà A của Hồng Anh đang rất gần nhau. Không biết là A cao hay dân A đây. Các bạn có thể thấy sự dẻo dai của Hồng Anh khi thủ nhà tình huống vừa rồi, mặc dù đối phương nhà A rất gần và lên sớm hơn. Lên sớm hơn khoảng 10 giây và đẩy cung vào nhà A của mình sớm hơn. Màn hình máy của Chim Sẻ. Rồi, Chim Sẻ thì lại đang có lợi trước cơ trí. Vâng, cơ trí, vâng, trận đầu chẳng qua thằng Hồng Anh nó không đi đâu thôi. Chứ còn làm gì có cửa. Vâng, cơ trí cũng đang đánh 5A, Chim Sẻ cũng vậy. Nhưng Chim Sẻ đang là người vần cơ trí. Hồng Anh cố gắng thủ nhà thôi, đợi Chim Sẻ đi lắng lấy được lợi thế. Hồng Anh chỉ cần thủ được là thắng. Đừng để bị mất quá nhiều. Vâng, cơ trí có một quân, tôn quân đi ảo. Đau đấy, tuần này tuần đau đấy. Làm một cung R này sẽ khiến cho Hồng Anh khó thủ nhà hơn. Đang 1v1 thành 2v1. Tham này có 38 thôi. Không biết là Tiểu Hắc Mã có dám xuống con dốc này không. Ngày hôm qua thì khi mà trận thi đấu thứ tư giữa game thủ Lôi Lão Hổ và Chim Sẻ thì Lôi Lão Hổ vừa đánh vừa ngồi chửi khi mà Chim Sẻ lắng dàn toàn bộ quân trên dốc. Không, vẫn đỡ ngon tuần này. Hay quá em ơi. Điều rồi nó phải thế như này. 35 vòng đuổi hết chúng ta ra khỏi nhà đây. Điều rồi là quá tuyệt vời. Vâng, có lẽ những ai mà không thức để theo dõi lốt trận thi đấu này và những trận thi đấu sau có lẽ các bạn sẽ phải thối lối tiếc, tiếc nuối rất nhiều.
Hết rồi. Anh em xin phép anh em nghỉ tí. Em nghỉ cơ mà. Hết hơi rồi. Rồi đến với chim sẻ thôi. Ông này ông còn để lên chờ. Ông bắn từng dân một. Mày mà khốn nạn nó vừa thôi. Đánh thế này mai anh em lấy đâu ra cơm mà ăn. Bây giờ ngày mai cơm thu của cả cơm trưa của cả đoàn là phụ thuộc vào hai ông này đấy. Vâng, sáng nay đã phải tự đi ăn rồi. Mãi đến chiều người ta mới cho ăn. Cái tội mà đánh răn đùm loại hết người ta. Mang tiếng chủ nhà mà cả đất nước Trung Quốc ngồi xem Việt Nam đánh với nhau. Đánh thì kết thúc thật nhanh vào. Vâng, đây rồi, đây rồi. Ê, má này thì chí này. Chí phèo à? Mày chí phèo không? Vâng, 2-1 dành cho chia sẻ lắng vào của anh. Này thì chí phèo này. Vâng, trận đầu đánh anh. Vâng, trận đầu hai chú hơn anh đau lắm rồi đấy. Vâng, Hồng Anh điều rồi kinh thật. Vâng, cứ tiến cứ cây với cái phong độ như này tôi nghĩ ngày hôm nay giải quyết luôn đi, đánh đến 3-4 giờ sáng cũng được. Xúc luôn 3-4 giờ sáng thì được, phong độ đang mắc bình. Ui,